Cường xin chào cả nhà nha, rất vui được gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của Cường. Hôm nay Cường đi sang ông cả nhà ơi. Thì hôm nay Cường đi cùng với một người anh, nhưng mà vô đây thì cái vườn này rộng quá cả nhà, rộng mênh mông đại hải luôn. Mấy anh em chia nhau ra đi kiếm nha cả nhà. Thì nói chung là đi từ sớm giờ cả nhà ơi, cũng giờ này cũng vẫn chưa rồi đó. Nhưng mà thời tiết hôm nay thì nói chung ra thì không biết chỗ anh em như thế nào, nghe chỗ Cường là hôm nay là nó chuyển mưa liên tục. Nhìn ông trời mà mình thấy bắt gầu luôn á. Gì đâu mà tháng nắng mà làm như tháng mưa vậy cả nhà, chỉ mưa mịt mù chân. Vô vườn này thì mấy anh em chia nhau đi kiếm cho nó lẹ gặp ổ nha cả nhà. Ổng đi lúc bển, còn đi bên đây. Vọng đây vườn chung trái cây không à, nó xen với vô với vườn quen dân ta lâu quá ta không chăm sóc đó cả nhà, cây cối lên tùm thấy ghê lắm. Vô đây thấy cái sợ ma luôn á. Nhìn nè. Ấn hồn không? Đây còn gặp luôn mấy kèo cả nhà mà chưa thấy ổ. Để bây giờ còn đi, nói chung ra thì cũng hên xui đi cả nhà ơi. Tại mấy cái vườn này thì cũng người ta cũng đi thường lắm. Nhưng mà khu này thì không biết làm sao nha. Thì thấy kèo nó bỏ đi không à. Mấy cây nào cái nái không nè cả nhà thấy không? Cũng lông không cây. Mấy cái đụng mấy cái lùng này có lương không, có hồi lương bảo đảm lương nái không. Rồi để còn ốp máy nha cả nhà. Đi kiếm rồi có ổ cùng quay cho cả nhà xem nha. Vô cái vườn này mịt mù tới thui luôn rồi. Đây cả nhà ơi, thì hai anh em chia nhau ra đi quần nha cả nhà. Vô đây còn gặp tổ ong này, cái còn gung hết trơn cả nhà. Khủng long thiệt chứ. Đây nè cả nhà. Cả nhà coi ong lớn rồi nè. Mà nó không có phì hung cả nhà ơi. Nó gộ ghê. Nó gộ ghê cả nhà ơi. Xích ra mới được. Để hơi xỉu với nó. Đây cái gọi của ông anh cũng quấn rồi nè cả nhà. Hết biết luôn, bóp đùi còn luôn nha. Thôi để còn leo lên còn bắt nó nghe cả nhà. Thấy nó cũng không phì mấy mà ông lớn lắm. Còn mọi cục xe dừa từ dưới lên luôn nha cả nhà. Ông này có bộ cái mồi thấy nó hơi hung quá nghe cả nhà. Chưa hết đứng dưới gốc mà nó dòm rồi. Dọn nhìn thấy ghê luôn á. Cục xe dừa này khủng long thiệt chứ. Đóng cái này cũng dễ leo quá nhờ. Đi xài. Khủng khiếp tổ ong luôn trời. Cái nhà coi nó bự coi nè. Ong lớn rồi nha. Chưa hết đưa vô cái là nó bay vô bu cái camera cho thằng ren đó. Hên quá. Ổ chưa già không. Sợ nó già là không có mật thôi chứ. Trời ơi. Ôi trời quá dập rồi cả nhà ơi. Ôi ôi trời mẹ ơi khủng long. Mới nào giờ mới thấy ông mà nó chạy kèo kiểu này luôn á cả nhà. Khủng khiếp của ông này luôn rồi. Ổ này chắc dưỡng không nổi nha cả nhà ơi. Ổ
quá trời, nó chạy kèo một lần trùng bình luôn. Chạy hết kèo luôn rồi. Đây nè cả nhà. Cả nhà thấy tổ ong nhìn thấy khủng khiếp không cả nhà? Từ rồi lúc bắt ong tới giờ mới thấy tổ ong mới chạy kèo. Khủng khiếp vậy luôn á. Đây nè cả nhà. Ôi ơi, trời. Nè cả nhà. Nhà coi nó chạy kèo quá nè. Không thể nào tưởng tượng nổi luôn cả nhà. Hết biết luôn rồi. Chạy hết ổ luôn. Mà nó chạy xuống cái gang tay cực nè cả nhà. Trời ơi coi nè. Khủng cái lông luôn cả nhà ơi. Mẹ ơi. Từ nào vậy? Trong cuộc đời bắt ong còn nào giờ của ông này là chạy kèo khủng khiếp nhất luôn nha cả nhà. Ổ này tầm khoảng 5-6 lít đây. Quay không hết tay nổi luôn. Chạy quá dài luôn trời, hết chơi ngổ luôn. Không thể tưởng tượng nổi luôn. Để con quay từ trong đi ra cho cả nhà xem nè. Ổ này cường xả dĩ nha cả nhà. Không có để được rồi. Trời ơi trời, coi nè mẹ ơi. Hết biết nó đã luôn rồi. Đúng là quái vật thiệt mà. Như cái nhà cũng đủ thấy rồi đó, cô con ong coi nè. Nó chạy kèo thấy ghê không cả nhà. Rồi mà mút thiệt rồi. Con nó còn có nhiêu đây nha cả nhà. Ổ này còn cắt xả dĩ luôn nha. À, nó nở hết rồi chứ con này dưỡng không được cả nhà ơi. Chạy kèo kiểu này sao dưỡng được, anh em xem thì cũng thông cảm nghe anh em. Rồi con tiến hành con cắt nha. Chết bà đứt tay luôn. Mặt nó xuống tới đây luôn cả nhà ơi. Không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Mặt chiếc ghe nó lộn như nhau nè. Quá trời quá đất à. Cầm có hai cái bịch lên là không biết đủ không nữa nè. Cặp con voi thiệt rồi cả nhà ơi. Ké quá trời luôn, ké nó lộn vô với mặt. Ổ này chắc hơn cả nhà, hơn 6 lít đó. Thấy cái nhiều lắm nha cả nhà.
Rồi thôi, cục mặt đầu không là 3-4 lít thôi. Cắt không hết tay được luôn á. Trời ơi, khủng long. Quá trời cục mật ong này rồi cả nhà ơi. Mấy con gốc từ cũng không tay luôn. Ây da. Rồi đi cường đi xuống đó nha. Xuống cái leo lên lại cả nhà ơi. Dữ lắm cái bịch này ơi. Ở trời cục mật dữ lắm rồi cả nhà ơi. Lấy bịch thêm đặng cường leo lên lại nghe cả nhà. Ây da. Quá trời quá đất rồi. Giờ con phải leo lên lại một chập nữa này nghe cả nhà. Mới lấy hết mặt được. Dữ lắm, nó nhiều mà. Còn bao nhiêu đây nữa nghe cả nhà. Đọc bỏ chỉ luôn. Chạy kèo kiểu này là buộc cường phải gặp quả dĩ rồi nghe cả nhà.
chứ không thôi là đâu có cắt được đâu. Ôi trời, khủng long thiệt chứ. Lần đầu tiên trong đời luôn. Ong nó lọt vô nhiều quá, thì còn xả ra bớt. Anh em có ai đã từng bắt cục mật như Cường chưa? Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Cường cắt mà Cường rung tay luôn á. Tính đâu nó không có mặt không mà ai nhờ. Quá trời luôn. Ôi trời. Ổ ong cắt luôn. 3 bịch. Một bịch 10 kg với thêm 3 bịch 5 kg, 4 bịch. Lọt con nhiều quá. Thôi kệ đi, xuống đất rồi mình lựa lại sau nha. Bây giờ quá tay rồi cái này. Lịch sử trong đời còn luôn. Ổ ong này tầm khoảng hơn 10 kg mật. Quá trời cả nhà ơi. Đây nè cả nhà. Cả nhà coi nè. Chút xíu Cường soạn lại cho sạch sẽ lại sao nha cả nhà. Trước mắt thì nó như vậy nha. Bịch 10 kg còn đựng 2 cục nãy nè. Này tới 2 cục lận. Quá trời quá đất luôn rồi, không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Rồi thì Cường tạm thời Cường ngưng video tại đây nha. Để coi một hồi Cường xong xuôi hết trơn rồi còn lụm mấy con này ra sạch sẽ xong rồi còn quay tiếp cho cả nhà xem nữa nghe cả nhà. Mới vừa về tới nhà luôn cả nhà ơi, thì để Cường căng cục mật này cho cả nhà xem nha. Mấy anh em đi sớm giờ được đúng một ổ luôn nghe cả nhà, không có ổ thứ hai luôn á. Khu đó ông thưa quá thưa luôn cả nhà ơi. Ở chỗ Cường ta hát karaoke hay ồn nha. Anh Phước tháo rồi mềm cái anh Phước. Cần cái rồi nói cho nó chính xác cho cả nhà xem. Sớm là hôm kia hôm qua còn bắt được cũng được cái lít mật nữa nha, màu đỏ nè. Thì cô dì chú bác nào có nhu cầu xài mật thì cứ liên hệ với Cường nha. Cái số điện thoại Cường là 0363 797047, đó là cái số Zalo luôn. Đây 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 đây. Cường dồn lại nó có 3 bịch nghe nha. Anh Phước để anh cần thế anh Phước. Trời ơi trời, cái gì cục đó không 4 kg mấy rồi. 4 kg mấy rồi. Cường dồn lại 3 bịch nghe cả nha. Trời ơi hóa hốp rồi anh Phước ơi. Khủng long. Rồi rồi để nhẹ nhẹ thôi, rồi để tay lên đi. 2 bịch là 9 kg rưỡi nha cả nhà. Còn một bịch nữa nè. 9 kg rưỡi, còn bịch này nữa. 9 kg rưỡi với bịch này nó như 4 kg đi. 4 kg với 9 kg rưỡi là 12 kg rưỡi tổng hết. Quá trời luôn rồi cả nhà ơi, con voi mà mút thiệt chứ. 13 kg rưỡi. Nè cả nhà coi mặt nè. 13 kg rưỡi luôn hả, 12 kg rưỡi luôn. Ủa phải không? 4 kg rưỡi. À 4 kg rưỡi. Nè anh bỏ vô đây lại cái một nữa anh cân lên hết luôn rồi cho nó chính xác đi. 13 kg rưỡi. Thêm mà quên không được nữa, cái cân này nó có 12 kg à. Đó. Cả nhà thấy hai bịch không? Em
nhiêu cái này này giờ như chín cái yếu chín cái yếu rồi cái này 5 ký hơn như là bộ vậy gần 14 ký luôn anh Phước. Mẫu ong 14 ký mặt nghe cả nhà, tổng hết 14 ký. Quá trời luôn rồi. Cái này là cho nó như là hai ký nó vô 2 ký nó vô 1 lít đi là cũng như là 14 ký là nó chạy ra là 7 lít. 7 lít mặt trời. Lịch sử trong đời còn luôn. Từ nào tới giờ là chỉ có bắt ẩu mà nguyên cục thì 11, 12 ký thì có cả nhà, chứ mà chạy kèo kiểu này mà 14 ký là lần đầu tiên còn bắt luôn á. Hôm nay là chứng tỏ là anh Phước hên ha. Đi theo bạn. Vậy là hôm nay không có làm gì mới hên nè, chứ không thôi là thú quắc luôn rồi. Thôi thì cái video này cũng xin kết thúc nha cả nhà. Ta hát nhạc hơi ồn quá. Thì cả nhà xem thấy có gì sơ sót mong cả nhà bỏ qua nha. Thì chúc cả nhà xem clip thật nhiều vui vẻ nha. Rồi bye nhà em lên Phước ơi. Rồi còn chào cả nhà luôn nha.